Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Vâng, xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và hôm nay Vũ Duy Auto lại tiếp tục giới thiệu quý vị các bạn một mẫu xe mới nhập về cửa hàng, đó là mẫu Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2014, phiên bản máy xăng 1.0. Bản này thì là bản thiếu thôi quý vị nhé, và chắc chắn là không taxi, không dịch vụ, hạn đăng kiểm thì còn rất là dài, đến tháng 5 năm 2021 cơ. Vâng, hạn đăng kiểm rất là dài, một chiếc xe rất là đẹp, form mẫu rất là thể thao, kiểu mới, một mẫu hatchback tuyệt vời, một mẫu hatchback màu ghi rất là đẹp. Vành la răng 10 chấu trên chiếc xe nguyên bản thân xe, đồng phổ nguyên chiếc, vâng, rất là đẹp, xi nhan kết hợp trên thân và đèn của chiếc xe thì rất là sáng, gương kính thì rất cục xe, rất là ok, nội ngoại thất thì tuyệt vời. Và bây giờ thì tôi muốn giới thiệu qua quý vị về tất cả các cái chi tiết của chiếc xe này, đó là phần gioăng cao su thì vẫn còn rất là mới, phần cột kèo thì những chiếc xe này thì cửa hàng chúng tôi đảm bảo được chất lượng của những chiếc xe này, nên quý vị các bạn cứ yên tâm về chất lượng của những chiếc xe như thế này. Vâng, rất là đẹp luôn, ốc áp vẫn còn nguyên zin mới tinh ạ. Vâng, một chiếc xe sản xuất năm 2012, vâng, à không, 2014 nhé quý vị nhé. Vâng, Hyundai Grand i10 nhập khẩu nguyên chiếc, vâng, phiên bản thiếu, rất là đẹp. Phần tapi cánh cửa đằng trước thì cũng vẫn còn rất là mới, nguyên bản luôn. Và toàn bộ thì là bằng nhựa nhé quý vị nhé. Các nút bấm thì rất là ok, điều chỉnh rất là nhẹ nhàng, ok luôn. Đấy, gương kính chỉnh điện nhẹ nhàng luôn, rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp luôn ạ. Đồng hồ hiển thị thì tuyệt vời, ốc áp cánh cửa thì vẫn còn nguyên. Và bây giờ thì mọi người có thể nhìn đây, cánh cửa đằng sau đây, nội thất vẫn còn rất là đẹp luôn. Và đấy, mọi người nhìn phần tapi cánh cửa thì vẫn còn rất là mới nhé, không có khoan đục gì cả. Vâng, tapi đẹp luôn, keo chỉ thì tuyệt vời rồi, bên chúng tôi những cái này thì ok, và mất con nửa phân keo chỉ thôi. Cái này thì là cũng do sử dụng từ 2014 đó, quý vị nhé, ok luôn ạ. Vâng, phần cao su chống nước thì tuyệt vời, chưa có dấu hiệu lão hóa và cao su rất là tốt luôn, phiên bản nhập khẩu. Vâng, nội thất ghế da trần nỉ và những chiếc ghế này thì là nỉ dạng như kiểu kaki đó. Vâng, rất là đẹp. Trần thì là màu cà phê sữa, còn ghế thì là pha cà phê sữa lẫn màu đen. Nội thất trông cũng rất là bắt mắt ạ. Vâng, rất là ok. Còn đây, đây chính là không gian phía đằng sau. Khoảng không gian này để đồ thì rất là tuyệt vời luôn nhé quý vị nhé. Tuyệt vời luôn ạ. Dạ, rất là ok. Không gian rất là rộng rãi. Phần keo chỉ ở trên phần cánh cửa đằng sau này cũng tuyệt vời luôn, rất là mới ạ. Vâng, keo chỉ cũng rất mới, ốc ác thì tuyệt vời, chất lượng thì ok luôn ạ. Và ốc vẫn còn rất là mới luôn nhé quý vị nhé. Đây mọi người có thể nhìn, ốc ác tuyệt vời, nguyên bản này, và vẫn còn nguyên của nhà sản xuất luôn ạ. Ở trên xe thì còn đã có sẵn bình cứu hỏa cho chiếc xe này rồi, rất là an toàn, yên tâm. Và rất là yên tâm luôn ạ. Và tiếp đến này, cánh cửa phía sau phụ ạ, tapi cũng rất là ok, rất là mới. Vâng, góc nhìn này thì ghế da, phần đây là phần ghế da vẫn còn rất là mới luôn đấy quý vị nhá, ghế nỉ ạ. Dạ vâng, vâng, rất là đẹp luôn ạ. Nội ngoại thất thì tuyệt vời rồi, một chiếc xe rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo. Dạ vâng, chỉ 252 triệu thôi. Vâng, chỉ 252 triệu, và quý vị đến với chúng tôi thì sẽ có thể là mình xem xét chiếc xe để tìm ra lỗi nhỏ nhất của chiếc xe để quý vị có thể là giảm giá. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Đây, ốc ác thì vẫn còn nguyên zin luôn ạ. Và con xe này thì mới về cửa hàng chúng tôi được hơn một tiếng, phải quay ngay. Vâng, riêng những chiếc xe này là phải quay ngay. Và dời Tết mưa rét như thế này thì nên mua một chiếc xe như thế này để mà tránh rét cho cả nhà, đi lại rất là yên tâm, rất là ok luôn nhé quý vị nhé. Và không gian nội thất thì tuyệt vời. Phần nắp capo đây mọi người cũng nhìn, táp lô chiếc xe thì cũng rất là mới luôn ạ. Vâng, hạn đăng kiểm thì còn rất là dài, đây mọi người có thể nhìn tháng 5 năm 2021 nhá. Đấy, tháng 5 năm 2021 nó hơi bong bóng do là rời, hôm nay mưa. Và mưa thế này thì tốt nhất là nên mua chiếc xe này để đi lại cho nó ấm cúng đấy quý vị nhá.
Vâng, và các cánh cửa thì đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng, êm ái luôn. Và một chiếc xe rất là đẹp luôn ạ. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái khoang lái của chiếc xe này để cảm nhận được bên trong khoang lái. Đây, đồng hồ hiển thị cho thấy rằng là chiếc xe đã đi được 6 vạn 7 rồi. Vâng, một mức tiêu thụ cũng rất là bình thường với một chiếc xe nhập khẩu. Ok luôn nhé, không dịch vụ ạ. Dạ vâng, không có dịch vụ luôn. Đầu đĩa DVD, ok. Điều hòa tự động, auto luôn ạ. Và nguyên bản theo nhà sản xuất luôn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Chăn nỉ rất là sạch sẽ. Và rất sạch sẽ luôn ạ. Và rất ok. Tay nắm số thì rất là chắc chắn. Và hiển thị số rất rõ ràng. Nếu quý vị nào muốn thay tay nắm hiện nay cũng đang thịnh hành ấy, là tay nắm bằng LED ấy, thì mua chỉ có 150 thôi. Là một tay nắm bằng LED tuyệt vời luôn. Và cực kỳ đẹp. Và đây là tay phanh, phanh tay ạ. Dạ vâng. Một chiếc xe số sản rất là tuyệt vời. Chỉ 252 triệu thôi ạ. Dạ vâng. Và chức năng gạt mưa thì tuyệt vời luôn. Đấy. Úi xời. Cực kỳ nhanh, cực kỳ ok luôn ạ. Rất là sạch, gạt rất sạch luôn ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ đi khởi động động cơ chiếc xe này. Mọi người hãy nghe kỹ cái tiếng khởi động động cơ để kiểm tra xem là động cơ như thế nào nhé. Nghe thật kỹ vào. Và đấy, động cơ lên rất là nhẹ nhàng, khởi động máy 1.0 rất là nhẹ nhàng, êm ái, cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Và bây giờ thì động cơ vòng tua đã trả về là 800 vòng trên phút rồi. Vâng, động cơ 1.0 thì mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 4 đến 5 lít xăng trên 100 km thôi nhé quý vị nhé. Rất tiết kiệm nguyên liệu luôn. Vâng, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và bây giờ thì chúng ta, đấy, mọi người có thể xem qua các cái thông số đồng hồ rất là rõ ràng, hiển thị rất là sáng láng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái khoang động cơ của chiếc xe này để xem là như thế nào nhé, khoang động cơ như thế nào. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước mắt quý vị và các bạn chính là khoang động cơ của chiếc xe. Động cơ chạy cực kỳ êm luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy nhá, nghe thấy này, cực kỳ êm. Các con ốc thì còn rất là mới, nguyên zin luôn ạ. Dạ vâng, động cơ chưa mổ máy gì nhá. Ốc áp ở trên các cái phần nắp này thì vẫn rất là mới. Đấy, mọi người có thể nhìn ngoại quan cực kỳ đẹp luôn ạ. Rất là đẹp. Keo chỉ thì tuyệt vời. Và ốc A cũng rất mới luôn. Đấy, mọi người nhìn này, cực kỳ đẹp luôn. Và động cơ chạy rất êm. Đấy, mọi người có nghe, cực kỳ êm luôn. Và đấy, mọi người có thể nhìn, động cơ cực kỳ khô ráo, sạch sẽ. Dưới này là nước, là do là hôm nay có trời mưa nhé quý vị nhé. Còn đây, giày mưa đây ạ. Và mưa ướt hết đường đây. Mưa như thế này nên mua một chiếc xe như thế này để mà chở gia đình yên tâm, an toàn. Đi lại trời mưa rất là tốt ạ. Và đấy, cực kỳ đẹp luôn. Và đấy, mọi người có thể nhìn cực kỳ tốt. Và chiếc xe này thì Vũ Duy Auto bán với giá là 252 triệu đồng. Vâng, chỉ 252 triệu đồng thôi. Đã được một chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản nhập khẩu năm 2014 số sàn, cực kỳ đẹp, nội ngoại rất tuyệt vời, đèn halogen sáng bóng, đèn gầm ok. Đấy, mọi người có thể nhìn đây, cực kỳ đẹp luôn nhé. Vâng, và nếu ai mà quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869 158 926. Rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Cửa hàng chúng tôi nằm ở km 11 Cống Trắng, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Cơ sở 2 ở số 173 đường Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Rất vui vì quý vị đã xem tin, chia sẻ và theo dõi kênh của chúng tôi. Vâng. Và tới đây thì Vũ Duy Auto xin hẹn chào tạm biệt quý vị ở những video lần sau. À quên, còn cái phần quan trọng nhất đó là phần gầm. Đây, phần gầm của chiếc xe nhá. Đấy mọi người. Phần gầm cực kỳ khô sạch, không có dấu hiệu dầu mỡ. Đấy, cực kỳ khô sạch, không mục mọt, cực kỳ mới. Đấy, ok luôn nhé quý vị nhé, cực kỳ đẹp luôn ạ. Vâng. Với một chiếc xe lốp mới, gầm không mục mọt, chắc lịch, nội thất thì tuyệt vời, thì không có lẽ gì chúng ta bỏ ra có 252 triệu đồng để sở hữu được chiếc xe này. Đi cực kỳ tiết kiệm xăng nhé quý vị nhé. Vâng. Và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.